Chị ngày nào cũng gặp. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với buổi livestream của Bright. Rất là xin lỗi mọi người bởi vì cái buổi livestream này hôm nay hơi bị trễ một chút xíu vì lý do kỹ thuật của bên máy tính Thanh nên thành ra hơi trễ một chút xíu. Rất là xin xin mọi người thứ lỗi cho cái điều này nha. Thì cái livestream của mình ngày hôm nay sẽ nói về chủ đề là chi phí du học tại Melbourne và đi du học ở Úc là đi học hay là đi chơi. Nghe cái chủ đề có vẻ khá là hấp dẫn đúng không? Thì trước khi mình bắt đầu cái buổi livestream ngày hôm nay thì xin với giới thiệu với mọi người, hiện tại là Thanh đang công tác tại công ty Bright, còn đây là Kim, một YouTuber rất là nổi tiếng. Kim ơi, chắc là em giới thiệu với mọi người donate về em nha. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã đến với thứ tư tuần này. Thì hôm nay Kim và Thanh lại có mặt để livestream trò chuyện cùng với mọi người. Thì như mọi người cũng biết thì Kim là một học sinh cấp 3 ở bên đây. Thì năm nay Kim học năm lớp 12. Thì ngoài việc đi học ra thì Kim còn là một YouTuber chuyên đi quay những cái vlog cho mọi người xem về đời sống cũng như cuộc sống về Melbourne và việc du học ở bên đây. Thì mong mọi người sẽ ủng hộ cho kênh YouTube của Kim. Ok. Yeah. Thì chị Thanh là một của bé thành ra Ok. là hôm nay muốn thảo luận với Kim một chút xíu về cái phần chi phí du học, bởi vì là chị theo dõi kênh của Kim cũng khá lâu và chị thấy trong những cái video của Kim thì có một video Kim làm về cái chi phí du học cho các bạn tại Melbourne, thì cái nội dung video chị thấy khá kỹ lưỡng và chia sẻ rất là sát với thực tế, thì thật sự là chị xem không sót một giây một phút nào hết và chị cũng hiện tại đang sống tại Melbourne luôn nên thành ra chị thấy được những cái chi phí mà Kim đưa ra rất là đúng và rất là hợp lý sát với cái thời điểm hiện tại, về vật giống như là về giá cả mọi thứ, nên thành ra ngày hôm nay trong buổi livestream này chị cũng rất là mong Kim có thể chia sẻ lại một lần nữa đối với những bạn mà chưa có xem video của Kim hoặc có xem rồi giống như chị đi chăng nữa thì cũng muốn nghe lại để mà mình hiểu thêm về cái cuộc sống ở bên Úc như thế nào. Ok, thì để trả lời cho câu hỏi chị Thanh thì đầu tiên thì Kim xin nói về cái chi phí đi du học cũng như là ăn xài ở bên Melbourne của Kim. Thì chỉ riêng thành phố Melbourne thôi nha. Nói chung thì bên đây thì du học cấp 3 thì giá nó cũng thuộc dạng là tương đối là cao, hơi khá là cao so với tiền học ở Việt Nam rất là nhiều. Tuy nhiên thì chất lượng thì cái kiểu thì rất là ok. Thì Kim xin nói về cái việc tiền học trước, thì tiền học ở bên đây có giá là 8.860 đô cho một kỳ. Thì mình học một năm thì sẽ có hai kỳ, thì tương đối là khoảng tầm 17.700 là 18.000 đi, thì cho một năm học ở bên đây. Đó là chi phí riêng cái việc học ở bên đây. Mà khi mọi người qua đây ở thì mọi người sẽ ở trong khi mọi người qua đây học cấp 3, mọi người bắt buộc phải ở homestay. Mọi người sẽ không có một cái nói chung là cái điều bắt buộc là mọi người phải ở trong homestay ở đây, thì giá của nó là khoảng tầm 7.000. Khoảng tầm 7.000 cho một kỳ, thì một năm nó khoảng tầm 14.000 cho một năm. Thì đó là giá sương sương của cái việc học và việc ở bên đây. Đó. Thì như chị Thanh có thể chia sẻ một xíu về cái chi phí hồi trước mà chị đang học master ở bên đây, khi mà chị học master. Chị có Chi thể chia sẻ phí học không? master của chị thì lúc đó chị học là chị tính theo năm á, là 35.000 một năm, mà chị có cái học bổng 20% nên thành ra là cái chi phí nó giảm được thì nó chỉ tính là 80% của cái chi phí thôi. Tuy nhiên là trước khi mà chị học thạc sĩ thì chị có học một khóa tiếng Anh, thì khóa tiếng Anh của chị không có học ở tại trường đại học mà chị học của một trung tâm tiếng tiếng Anh riêng ở ngoài, thì cái trung tâm tiếng Anh đó gọi là ALSC, là cái trường đó nó tên đó. Thì lúc đó chị học, chị nhớ là 230 đô một tuần, thì học là thứ hai cho tới thứ sáu, là học full time luôn, học từ sáng 8 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều,
Rồi sau 3 giờ chiều thì có cái lớp mà để mà kèm thêm ấy, thì bạn nào muốn học mà để nâng cao tiếng Anh của mình thêm hoặc là nói chuyện với giáo viên của mình để nâng cao tiếng Anh của mình thì có thể tham gia cái lớp sau 3 giờ. Thì tổng chi phí mà của khóa tiếng Anh đó thì chị không nhớ rõ, chị chỉ nhớ kỹ là 230 đô một tuần thôi. Tại vì cái lúc mà chị đăng ký thì chị hỏi là giá học bao nhiêu thì người ta nói giá là một tuần. Thì cứ theo mình tính lên thôi, mình học bao nhiêu Dâng tuần. lên. Đúng rồi. Còn về chi phí nhà ở thì đối với chị thì lại khác cái trường hợp của Kim, bởi vì trường hợp của Kim thì Kim học cấp 3 nên thành ra phải ở homestay. Còn chị thì vì là kiểu chị qua bên đây học là học master, là lúc đó là chị đã trưởng thành rồi, chị không cần phải ở homestay thì chị chỉ là nhà thôi. Thì cái chi phí thuê nhà ở CBD á, thì nó khá mắc hơn so với cái chi phí ở suburb giống như là cái nơi mà chị đang ở ấy. Thì tính ra thì nó sẽ từ 700 700 mấy, nói chung 700 mấy, gần 800 một tháng. Còn ví dụ mà lúc mà chị thuê ở trên CBD á, là một phòng mà một phòng riêng á, là khoảng 230 đến 250 đô. Thì chị với lại em trai chị nữa thì cái nhà đó là chị thuê hai phòng á, là 540 một tuần là ở CBD luôn. Còn ở cái khu Hawthorne hôm trước mà chị có chia sẻ trong cái livestream đầu tiên á, thì một tuần là 400 đô một nhà, một unit á, hai phòng. Còn cái chỗ mà hiện tại chị thuê thì nó rẻ hơn khá là nhiều, bởi vì cái khu này là khu Clayton gần đại học Monash. Thì tại vì em trai của chị là đang học tại Monash nên thành ra chiều em trai xuống dưới khu này ở để cho gần trường, em trai chị dễ đi học hơn. Còn chị thì hiện tại đi làm rồi nên thành ra là chị cứ đi train lên CD thôi, thì nó cũng khá là tiện. Thì cái phần đấy là về cái chi phí học với lại chi phí ở của chị trong thời điểm hiện tại. Thế còn Kim còn còn những chi phí nào nữa em tiêu xài nữa không, chia sẻ với các bạn nè. Còn riêng về cái chi phí mà tiêu xài cá nhân á, thì cái đó phụ thuộc vào từng bạn. Kiểu giống như là nếu như mọi người xài nhiều, thích mua sắm, mua đồ hiệu, mua son hiệu, mua đồ make up, mua những cái đồ đắt tiền, thì tất nhiên chi phí của mọi người một tháng sẽ hơi cao so với những bạn bình thường. Còn nếu như mà những người mà thích tiêu xài bình thường, ví dụ như Kim đây, thì thường thì Kim sẽ tốn tiền tầm nếu như tiền tiêu xài và shopping thì thường Kim sẽ tốn tầm 200 đô cho một tháng. Đó, đó là cái tiền mà bình thường mà Shopping Kim gồm những gì nào? đó Gồm những gì? Quần shopping thì bao gồm quần áo nè, rồi make up. Thì đa là số thì nữ thì chỉ có bao nhiêu đó thôi. Còn nếu như mà lâu lâu mà kiểu muốn chi tiêu một cái món đồ hiệu gì đó hơi đắt một xíu, thì thường Kim sẽ đi làm. Nói chung là cày nhiều một xíu thì để dành bỏ ống heo á mọi người. Thì mình bỏ ống heo tầm tầm tháng 2 tháng thì mình có thể mua được một món đồ kiểu hơi giá trị một xíu. Còn bình thường tiêu xài thì cứ trung bình thì khoảng tầm 200 đô một tháng. Nói đến cái điểm này thì chị muốn chia sẻ một chút xíu, bởi vì Kim là một bạn rất là năng động, rất là giỏi, và nói về cái việc mà đi làm mà kiểu làm việc chăm chỉ một xíu thì thật sự Kim làm việc rất là tốt luôn. Cái này thì có thể là Thanh sẽ không dám chia sẻ trên public, bởi vì cái này là thuộc về quyền cá nhân của Kim, nhưng mà muốn chia sẻ, rất là muốn chia sẻ với các bạn sơ sơ thôi. Thì Thanh biết được là Kim hiện tại đang làm việc trong công ty nè, chuẩn bị sẽ có người offer job cho Kim một cái vị trí rất là ok. Rồi Kim làm việc có hiệu quả rất là tốt. Thì cái này Thanh chỉ muốn chia sẻ một chút xíu về cái cảm nghĩ của Thanh khi mà Thanh quen được với Kim và nói chuyện nhiều được với Kim cũng như là chia sẻ được nhiều. Còn cái hiện tại thì Kim đang làm việc gì thì có lẽ là chắc Kim sẽ chia sẻ sau nếu mà Kim thấy Thì cái này là keep secret nha mọi người, kiểu mình phải giữ ok. bí mật cho một thời gian Ok. nhất định, rồi sau đó Kim sẽ tiết lộ sau. Thì Ừ. cảm ơn chị Thanh đã đề cao về năng lực của Không có em. đề cao đâu, nó thật thôi. Tại vì thực sự thì Thanh cũng mới biết Kim, nhưng mà được làm việc với Kim rất là nhiều, kiểu như là nói chuyện rất là nhiều, cũng như là cộng tác một số dịp ấy, thì Thanh cái đó là cảm nghĩ thật của Thanh về Kim thôi, chứ còn không có đề cao đâu. Chị nói thật sự thật ấy. Ok, cảm ơn chị Thanh rất nhiều.
Rồi, hình như hồi nãy giờ mình hai chị em mình đang nói về cái chi phí nhà ở nè, chi phí về tiền học phí đúng không? Thì chị nghĩ là mình sẽ còn một cái chi phí nữa, đó là chi phí đi lại. Thì Kim có thể chia thêm cho các bạn một chút xíu. Thì ở đây thì Kim xin nói về cái kiểu mà phương tiện đi lại công cộng ở bên đây. Thì nếu mọi người qua đây á, thường thì mọi người sẽ đi các phương tiện, ví dụ như là tàu lửa là train nè, rồi tram, rồi một cái loại nữa đó chính là bus, là cái loại mọi người thường xuyên đi nhiều nhất cho những cái bạn đi học á. Thì nếu như tính như tiền đi lại ở bên đây á, mọi người hoàn toàn có thể mua một cái chi phí gọi là cái thẻ, một cái thẻ gọi là BTV đúng không chị Thanh? Thế Mai Kỳ á. Thẻ Mai Kỳ, đúng rồi, cái thẻ Mai Kỳ đó thì mọi người sử dụng tầm 600 đô chứ một cái thẻ học sinh ở bên đây mọi người có thể đi lại một năm hoàn toàn không có mất thêm phí gì nữa. Trong cái thẻ đó mọi người sẽ đi bất kỳ các loại phương tiện công cộng nào chỉ tầm 600 đô cho một năm. Thì cái việc mà mọi người muốn mua thì mọi người sẽ đăng ký với trường. Thì cái thẻ này là chỉ dành cho những bạn dưới 18 tuổi thì mọi người sẽ mua được với cái mức giá này. Còn Kim không biết thì chị Thanh có thể sẽ rành hơn về cái mức giá dành cho người lớn ở bên đây, thì để dành cho các anh chị nào mà học uni á, thì cái đó thì chắc là phải nhường chị Thanh nói. À, thì cái phần mà chi phí dành cái chi phí đi lại của thẻ Mai Kỳ dành cho các anh chị uni á, thì nó sẽ phân ra làm hai loại. Thì một là dành cho uni mà nằm trong những cái top uni gọi là public á, tức là những trường công á, thì sẽ được giảm. Còn những mà anh chị nào mà học uni mà học trường tư á, thì sẽ không được giảm luôn. Nên thành ra là cái phần này cũng là một cái mà mình nên lưu ý khi mà mình chọn trường, bởi vì chọn thường là chọn trường công ấy thì sẽ được nhiều cái ưu đãi về chính phủ hơn, còn chọn trường tư thì có lẽ là nó sẽ rẻ cái về học phí hơn, nhưng mà có một số cái mà ưu đãi về chính phủ thì sẽ không được. Ví dụ cụ thể đó là về cái Mai Kỳ, thì cái Mai Kỳ dành cho những bạn mà học uni trong trường công á thì nó sẽ tầm khoảng là 700 mấy á. Thực sự thì giờ vì lâu quá rồi chị không sử dụng nên thành ra là chị cũng không có không không nhớ chính xác cái này. Nếu mà bạn nào có quan tâm có thể là inbox cho chị hoặc là Kim hoặc là comment ở phía bên dưới đi, rồi sau đó chị đọc cái comment đó xong rồi chị sẽ trả lời sau. Vì cái chi phí mà chính xác thì chị không nhớ lắm, vì chị hiện tại chị đi làm rồi, chị hết được giảm rồi nên thành ra là chị đóng là phải đóng full giá luôn, nên thành ra chị cũng không nhớ chính xác, nhưng mà chị nhớ mà mãi á, là tầm khoảng 700 mấy đô mà sau khi được giảm rồi ấy, thì nó cũng tương tự với lại cái số tiền như em nói là khoảng 600. Thì lỡ mình nói về cái phần đi lại này thì cũng kể cho mọi người nghe một số cái câu chuyện kiểu cũng về cái phương tiện ở bên đây. Thì bên đây á, cái kiểu như là người ta thay vì ở Việt Nam mọi người sẽ có chiếc xe máy, mọi người đi vòng vòng, mọi người muốn đi đâu cũng được, đi ở đâu cũng thích thích cũng dễ dàng hết. Nhưng mà qua bên đây thì cái việc đi lại nó có phần hơi rắc rối và hơi khó khăn cho những cái bạn mà mới qua. Thì cái đó là điều tất nhiên, là kiểu tất yếu luôn, ai cũng phải trải qua một lần thì mới biết được. Thì hồi đó thì Kim qua Kim cũng không có biết về Mai Kỳ hay là không có biết gì cái gì hết. Thì nếu như mọi người muốn tìm hiểu rõ hơn thì vào Kim Kitty Channel coi nha. Tại vì cái này hoặc là vào kênh của chị Thanh để xem để rõ hơn về cái việc mà đi lại bên đây. Thì nếu mọi người tìm hiểu một chút thì sẽ dễ dàng khi mà qua bên đây hơn. Qua bên đây thì mọi người phải cần phải có một cái thẻ Mai Kỳ á. Nếu như mọi người đi mà mọi người không có cái đó, mọi người không tất thẻ đầy đủ khi mà lên một cái phương tiện công cộng thì mọi người sẽ bị phạt. Thì phạt thì nó sẽ khá là nặng á, cho nên là qua thì 240 đó khoảng 200 đô cho một lần phạt, nhưng mà chưa tính nếu mọi người phạt nhiều lần là mọi người sẽ bị tước visa, đúng không vậy Thanh? Tước visa và khả năng mọi người sẽ đi về nước chỉ vì cái việc mọi người không tách thẻ, rất là lãng luôn. Đúng rồi, tại vì ở bên này cái thẻ Mai Kỳ đó khi mà mình mua thì là mình sẽ đăng ký theo cái trường mà mình học để mà mình được giảm với cái giá sinh viên, nên thành ra là người ta sẽ căn cứ vào cái đó để người ta biết được là mình đang học ở đâu, và những mọi toàn bộ thông tin của mình là đều bị quản lý hết. Còn nếu mà mình không mua cái gói mà giống như hai chị em mình nói nãy giờ, mà mua một cái thẻ bình thường thôi á và không có đăng ký tên gì hết, thì nếu mà các bạn mà có bị bắt đi chăng nữa thì các bạn cũng phải show cái passport của các bạn ra,
tức là phải show những cái thông tin của mình ra về tiền ở chỗ ở hay mọi thứ thì cũng bị quản lý luôn. Nói chung là chạy đường nào cũng không khỏi hết. Cái nếu mà các bạn mà không touch, không không sử dụng ấy là bị phạt như chơi. Thì giống như nói, chị rất là đồng ý luôn, tại vì cái đó nó sẽ lưu lại hết toàn bộ trên hệ thống á, những cái thông tin của mình á, thì sau này mình apply PR hay là mình làm bất cứ một cái gì á, nó cũng sẽ bị thấy hết, trong nằm trong danh sách đen hết, nên nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều. Đó, mọi người kiểu bị quê đó mọi người, cho nên mọi người đừng có dại dột mà qua bên đây mà đi public transport mà không mua thẻ MyKỳ nha. Đúng rồi, một lần đi như vậy, ví dụ như là mình một năm là 600 đô đi, còn nếu mà các bạn không mua một năm ấy thì một lần đi như vậy là 9 đô, thì thay vì mình tốn 9 đô thì mình cố gắng là mình cứ phải nhớ đi, chứ còn không là mình bị phạt tới 242 đô thì cái số tiền nó gấp biết bao nhiêu lần so với cái số 9 đô, Đúng rồi, đúng rồi đấy. đúng không? Rồi Thì có một cái mà chị Vi. hỏi là Kim ở homestay như vậy thì em có phải đóng tiền điện nước hoặc là internet hay không? Thì cái này thì thường á, nếu mọi người đóng homestay thì tất cả mọi chi phí đó đều bao gồm cả tiền ăn tối của mọi người, thì tiền ăn tối là homestay sẽ nấu ăn cho mọi người đó, thì cái này nó bao gồm điện nước, tiền ăn tối và cả tiền wifi. Thì cái này thì em có nghe nói một số homestay thì người ta không bao gồm tiền wifi cho mình, thì có một số nhà sẽ có đóng, nhưng mà hầu hết đa số là homestay sẽ miễn phí cho mình, sẽ free. Ok. Còn với trường hợp của chị á, thì khi mà chị qua đây du học á, là nó không có ở homestay, vì vậy là mỗi lần mà chị thuê nhà toàn bộ là không bao gồm tiền điện thoại, không bao gồm tiền điện, tiền nước và tiền ga. Nói chung là những cái chi phí mà xung quanh ngôi nhà đó là mình phải đóng hết, chứ hoàn toàn là không có bao gồm trong cái tiền thuê nhà hồi nãy mà chị nói ở phía trên. Nên thành ra đối với những bạn nào mà qua bên này mà học uni hoặc là học master ấy, thì về cái phần tiền rent các bạn nên cộng thêm cái tiền điện nước rồi tiền ga của mình xài để mình nấu ăn á. Thì cái tiền điện nước hiện tại ở chỗ chị ấy, thì một tháng là khoảng 70 đô, 70 đô Úc. Còn tiền tiền internet đó là khoảng 30 đô. 30 đô này thì bởi vì chị có em trai, nói chung là chia theo đầu người á là khoảng 30 đô cho một tháng. Đó thì cái đó là mình phải cộng cộng thêm vô trong cái tiền thuê nhà nữa thì cái chi phí mình nó mới bao quát hơn. Còn bảo hiểm thì sao Kim? Em chắc cũng phải có bảo hiểm mà đúng không? Thì bên đây có một cái bảo hiểm gọi là bảo hiểm y tế. Thì bảo hiểm y tế thì theo như Kim Kim không nhớ rõ giá lắm, tại vì cũng học bên đây cũng, tại bảo hiểm y tế nó gia hạn trong gần 2 năm lận, cho nên em đi học thì cũng gần 2 năm rồi đó, cũng sắp hết hạn rồi cũng phải đóng lại á, cho nên là em cũng không nhớ rõ, mà em nhớ hình như là cái này chị Thanh không biết chị Thanh có rành gì cái giá này không, chứ em là em không không nhớ rõ rồi đó. Cái này thì chị Thanh khá là rành, tại vì chị đang Đó. làm trong pro nên thành chị phải apply, chị phải mua bảo hiểm cho rất là nhiều bạn sinh viên mà cộng tác với bên Bright, tại vì cái gói làm việc của Bright á, ngoài tư vấn cho các bạn, apply cho các bạn vào trường, thì Bright sẽ phụ trách luôn về cái việc mà mua bảo hiểm nếu mà các bạn muốn, rồi cộng thêm nữa là những cái visa, nói chung là tất cả mọi thủ tục thì bên Bright đều có hỗ trợ hết. Thì cái bảo hiểm này nó sẽ tùy vào cái đơn vị cung cấp, ví dụ như bên chị thường là sẽ làm với là Bupa hoặc là AHM đó, thì những cái công ty đó thì khá là phổ biến, thì AHM thì nó khá là rẻ, nó chỉ khoảng là 40 đô một tháng thôi, còn ví dụ như là Bupa thì sẽ mắc hơn. Tuy nhiên cái gói bảo hiểm nó sẽ tùy thuộc vào cái độ cover, tức là có một số bảo hiểm bên Bupa nếu mà mình muốn á, mà mình chịu chi tiền một chút xíu á, nâng cao cái mức bảo hiểm mình lên chút xíu, thì nó sẽ có bao gồm là mắt với lại là răng luôn, tức là cái mọi người cũng biết là ở bên Úc mà những cái gì mà liên quan đến răng miệng thì nó rất Mắc giả mày. đắt khủng khiếp luôn. Ở Việt Nam thì mọi người có thể thấy là nó chi phí mình có thể mình chịu được đúng không, nhưng mà bên Úc là rất đắt.
đụng tới là ngàn đô, đụng tới là ngàn đô thôi. Nên thành ra có một số bảo hiểm nếu mà mình chịu chi số tiền cao một chút xíu á thì mình sẽ được cover luôn cả về cái răng miệng. Thì cái đấy nếu mà bạn nào mà có làm apply mà thích những cái cover về mắt, về răng rồi làm về bảo hiểm thì có thể tư vấn riêng với bên chị, thì như thế thì chị sẽ tư vấn kỹ hơn một chút xíu. Còn những bạn nào mà không có quan tâm lắm, nói chung là chỉ có bảo hiểm để đủ điều kiện apply visa thôi, thì có thể chọn cái gói của bên AHM, nó chỉ khoảng là 40 đô một tháng thôi, chi phí nó rất là rẻ. Thì Đó. cái bảo hiểm này là một cái điều kiện bắt buộc nha. Khi mà mình apply visa để mà mình đi du học thì bắt buộc chính phủ bắt buộc mình phải mua bảo hiểm, thì cái đó là một trong những cái điều kiện để mà apply cái visa Úc. Thì cái này thì đúng rồi mọi người, là bắt buộc mọi người qua đây mọi người phải mua được bảo hiểm, không mua thì không có đủ điều kiện để mọi người qua bên đây. Đúng rồi. Thì Kim, như vậy thì một tháng tôi trung bình đó, thì em phải chi hết toàn bộ cho những cái việc ví dụ như việc học rồi ăn xài, tiêu xài thôi, ăn xài nó tiêu xài rồi mọi thứ luôn, tất cả mọi chi phí của em đó, thì tầm khoảng là bao nhiêu? Thì theo như em tính tổng hết để chuẩn bị cho một bạn du sinh cấp 3 đi qua bên đây du học thì khoảng tầm 563 triệu. Là khoảng tầm đó là mọi người có thể qua đây học một cách mà đầy đủ nhất và bình thường nhất. Còn việc mà ăn xài thêm của mọi người thì sẽ tùy vào mỗi người đó, nhưng mà theo cá nhân của em thì là giá của em là khoảng tầm 563 triệu cho một năm, thì đó là tổng chi phí. Cho một năm thì đúng rồi, để chị, tại vì chị coi chị tính ra của chị, vì hồi nãy chị có ngồi chị list lại á thì chị lại list cho một tháng, nên thành ra là giờ để chị coi Chị cứ một năm nhân lên 12. thử là bao nhiêu. Rồi mọi người chờ chị chút xíu nha, chị nhân lên cái Đây. nè. Thì ai có câu hỏi gì á, mọi người thắc mắc câu hỏi gì về chi phí hay là bất kỳ một cái gì liên quan đến du học thì mọi người comment ở dưới đây để Kim và chị Thanh sẽ giải đáp cho mọi người. Đây là kiểu một cái tư vấn trực tiếp luôn á mọi người, rất là đơn giản và dễ dàng luôn, mọi người chỉ cần đặt câu hỏi thôi. Đúng Mọi rồi thứ mọi còn lại để Kim và chị Thanh lo. người ơi. Tại vì bình thường là mọi người coi video của Kim đúng không, là coi qua video sau đó để lại những cái bình luận rồi Kim sẽ trả lời sau. Còn ngày hôm nay là Bright rất là may mắn có Kim trong những cái buổi livestream này, thì các bạn có những cái câu hỏi nào với Kim hoặc là với chị Thanh thì cứ để cái comment ở ở phía dưới liền liền liền, là bên Thanh với lại Kim là hai người sẽ trả lời liền liền cho mọi người nha. Ồ thì của chị là cao hơn em một chút xíu, tại vì chị có dính tới cái xe hơi, tại vì là đi làm rồi ấy, nên thành ra là chị phải có tiền, thêm tiền xe hơi nữa. Mà mọi người nếu mà cái này là đối tượng dành cho những bạn nào mà qua bên này kiểu đi học uni á, thường là các bạn sẽ mua xe hơi á, tại vì xe hơi bên này thì cũng rẻ chứ không có đắt như là ở Việt Nam. Nên thành ra Đúng rồi. đa số mọi người khi mà học xong cấp 3 mà bước vào đại học thì các bạn sẽ có xu hướng là mua xe hơi để chạy cho nó tiện á, đi lại cho tiện á. Thì cái xe hơi này nó rất nó cũng ngốn khá nhiều chi phí. Thì chắc là chị sẽ nói sơ qua là về cái Vitro, thì đó là cái khoản mà mình phải đóng cho chính phủ một năm. Thì một năm như vậy mình phải đóng là khoảng 800 đô cho cái chính phủ, là bất cứ loại xe nào cũng phải đóng, cái đó là phí cơ bản rồi. Và thêm một cái nữa là đóng thêm bảo hiểm cho chiếc xe hơi của mình. Thì bảo hiểm cho chiếc xe hơi thì nó sẽ phụ thuộc vào chiếc xe đó là đời gì và cũ hay mới, và cái người lái là bao nhiêu tuổi. Ở bên Việt Nam không có quan trọng lắm về cái chuyện tuổi tác nha, hoặc là có bằng lái bao lâu không có quan trọng, nhưng ở Úc thì khác. Ở Úc thì quan trọng là cái người lái đó bao nhiêu tuổi và đã có bằng lái bao lâu rồi, và là bằng lái quốc tế hay là bằng lái của bang tích luôn, thì nó sẽ quyết định cái tiền bảo hiểm của mình đó. Thì cái đó là về cái bảo hiểm xe. Có một bạn hỏi là có bạn Hưng, em không biết em đi học hay là đi chơi nữa. Cái chủ đề này rất là hay, cũng trong cái buổi livestream ngày hôm nay luôn đúng không Kim? Đó là hồi
Khi mà hai chị em ngồi nói chuyện với nhau thì Kim mới nói là chị ơi bây giờ đi du học hay là đi chơi đây. Thanh thấy cái chủ đề này Kim suy nghĩ Thanh thấy rất là hay, chắc là mời Kim chia sẻ một chút xíu là lý do tại sao em muốn nói về cái chủ đề này trong cái livestream ngày hôm nay. Thì có rất là nhiều, do là có rất là nhiều bạn nói em á là Kim ơi mày đi du học hay là mày đi du lịch, thì cái kiểu như là khi mà đi du học á thì em có cái những cái social media của em thì về Facebook, Instagram hoặc là YouTube, thì em thường em hay đăng cái những cái lúc mà em đi du lịch, đi vòng quanh những cái nơi này đi đó đồ kia, rồi đi ăn các cái địa điểm đồ cũng rất là nhiều. Cho nên mọi người hay thắc mắc là đi du học là để đi ăn chơi hay là đi du học là để chỉ only là chỉ tập trung vào việc học thôi. Thì cái này thì Kim chia sẻ luôn về cá nhân bản thân Kim. Thì cái việc mà đi du học và cái việc mà đi chơi trải nghiệm ấy thì nó thật sự nó khá là liên quan với nhau, tại vì khi mà mọi người đi đến một cái đất nước mới á thì mọi người luôn muốn trải nghiệm cũng như là muốn tìm hiểu thêm về cái văn hóa cũng như là những cái món ăn ngon rồi mọi thứ về phong cảnh đồ này kia, mọi người cũng rất là muốn tìm hiểu để trải nghiệm xem là cái đất nước này đẹp như thế nào. Thì mọi người khi mọi người đi du học á thì mọi người làm như vậy thì nó sẽ không có phí cái thời gian mà mọi người ở bên đây. Thì đó là theo cái này là quan điểm cá nhân thôi. Còn những cái bạn nào mà chỉ qua bên đây mà chuyên tâm là chỉ dành 100% thời gian của mình cho việc học á thì đó cũng gọi là đi du học thì đúng chính xác là như vậy, nhưng mà Kim thấy nó kiểu nó hơi gọi là sao ta, một người kiểu sống hơi quá là cái này dùng từ gì cho nó đúng bây giờ chị. Nói chung theo chị nghĩ thì mỗi người có một cái lý tưởng riêng. Ví dụ có một số Dạ. bạn là đạt được những cái tấm bằng những trường đại học danh giá và chỉ tập trung vào việc học thôi và không có quan tâm lắm nhiều về cái thế giới bên ngoài. Còn ví dụ Dạ. như như Kim thì chị đoán em là người hướng ngoại thì em sẽ Dạ thích đúng rồi. là được trải nghiệm, sẽ thích được khám phá những cái mới đúng không? Thì chị Dạ. cũng giống em đó, chắc là hai chị em mình khá hợp nhau về cái khoản đấy. Tại vì chị Đúng cũng rất rồi. du lịch ở bên này. À, thì đó là những cái gì mà mọi người thường thì mọi người thấy Kim hay đăng chủ yếu là về đồ ăn nè hoặc là trà sữa đồ uống rồi đi du lịch ở bên đây, thì cái việc đó không đồng nghĩa với cái việc là Kim chỉ qua đây để đi du lịch. Thì thật ra Kim vẫn là một đứa phải đi học bình thường, thì mỗi ngày Kim cũng phải thức sớm để đi học rồi về cũng phải làm bài tập đồ cái kiểu, nhưng mà những cái khoảnh khắc đó thì thường thì Kim ít đăng chứ không có nghĩa là Kim không không có học để chỉ qua đây để chỉ đi chơi không. Thì tất nhiên thì cha mẹ đầu tư tiền cho mình qua bên đây thì không thể nào mà mình lơ là một cái chuyện gì được. Cho nên là tất nhiên là đi du học và cái việc mà đi chơi thì mình cũng phải phân bố thời gian cho nó hợp lý thì mình vẫn có thể cân bằng được, chứ không có nghĩa là đi học du học qua đây chỉ để học hoặc là đi du học qua đây chỉ để chơi, thì cái đó Kim không phải là người như vậy. Thì đó là những cái gì mà em muốn chia sẻ ngày hôm nay để giải thích cho mọi người hiểu hơn. À, thì theo chị thì chị sẽ khá là hiểu Kim, tại vì chị không có học cấp 3 bên này nhưng mà chị cũng có đi học ở bên này, thì chị hiểu rất là rõ dù là cái chương trình học của trường đó là khó hay dễ đi chăng nữa, mà cái việc mà mình phải học toàn bộ bằng tiếng Anh đó cũng là một cái rào cản rất là lớn đối với những chị em giống như là hai chị em mình mà sinh ra ở bên Việt Nam. Tại vì ngôn ngữ tiếng Anh dù gì cũng không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của hai chị em mình, nên thành ra học hoàn toàn bằng một cái ngôn ngữ thứ hai đó là một cái rào cản rất là lớn. Thì để mà có thể học được hoàn thành cái chương trình học đó và không có bị rớt lại một môn nào hết thì đó cũng là một cái nỗ lực rất là lớn rồi, chứ không phải là đơn giản. Có thể khi mà các bạn xem cái video của Kim thì các bạn có thể suy nghĩ là cũng giống như là đi học ở Việt Nam thôi, giống như là học bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Tuy nhiên không phải như vậy. Thì trong video ngày hôm nay cũng may là Kim chia sẻ về cái vấn đề đấy, thì chị cũng muốn nói thêm là những em nào mà có suy nghĩ đến việc mà qua bên Úc du học, muốn qua bên này để học cấp 3 hoặc là học đại học, thì nhớ cố gắng là hãy
Nâng cao cái khả năng tiếng Anh của mình, học càng nhiều càng tốt, tại vì cái điểm tiếng Anh nó cũng là một cái điều kiện để quyết định cái việc mà mình được nhận vào trường hay không, và mình có phải học những cái khóa foundation ở ban đầu hay không. Tức là nếu mà tiếng Anh mình tốt thì nhiều khi mình lại có học bổng nè, rồi nhiều khi mình lại tiết kiệm được tiền, mình không cần phải học những cái khóa tiếng Anh ban đầu đó, thì cái đó cũng là một trong những cái điều mà chị nghĩ là nên lưu ý. Thế thì hồi nãy Kim có chia Đó. sẻ là Kim ngoài việc học thì Kim đi du lịch cũng khá là nhiều nơi. Chắc là Kim có thể chia sẻ thêm một chút xíu nữa, rồi xem thử khi khi là Kim chia sẻ như vậy đó thì các bạn có thích hay không. Nếu mà các bạn để lại nhiều cái comment thì chắc là cái video sau, cái livestream sau mình có thể làm về chủ đề đó để chia sẻ nhiều hơn cho các bạn những cái địa điểm đẹp ở bên Melbourne nè, hoặc là những cái món ăn ngon ở bên Melbourne. Thì theo như Kim biết á, thì bây giờ bàn về chuyện đồ ăn trước đi nhờ. Thì Kim nghĩ là chuyện đồ ăn khá là thu hút những bạn đang xem livestream. Thì không biết ở đây có ai là kiểu food hunter, kiểu như là chuyên đi săn những cái món ăn ngon, như là những cái quán ăn mà có view đẹp, cảnh đẹp, đồ để chụp hình sống ảo. Thì thật ra bên Úc nó cũng giống như Việt Nam thôi, nó cũng rất là nhiều những cái quán ăn đẹp nè, sang trọng có, bình dân có. Thì nếu như mà mọi người mà thường thì ở bên đây á, nó sẽ các món ăn của nó rất là đa dạng, cũng như là đa văn hóa, đa vùng miền luôn á, kiểu đồ Việt Nam có, đồ Thái, đồ Trung, đồ Hàn, đồ Malay, nói chung là tất cả các đất nước hầu như là đều có nhà hàng ở tại Úc hết. Cho nên ai mà muốn thèm hay là qua bên đây mà kiểu mong muốn được ăn một cái món gì thì hầu như sẽ được ăn và trải nghiệm hết. Và các món ở đây thì Kim qua đây Kim bị bất ngờ một cái là kiểu các món ăn người ta làm rất là nhiều so với cái khẩu phần của người Việt Nam của mình so với hồi trước. Thay vì qua bên ở Việt Nam kia ăn một tô bún bò thì nó Kim cũng ăn rất là kiểu nó một tô là Kim sẽ ăn hết một tô nha, nhưng mà qua bên đây thì kiểu nó nhiều tới cái mức độ mà ăn mà tôi nói phình bụng luôn mà vẫn chưa chưa hết được cái tô. Thì mọi người biết thì cái giá ở bên đây thì nó khá là đắt, nó đắt có thể là so với khoảng tầm gấp 3 lần so với ở bên Việt Nam. Tuy nhiên thì cái chất lượng của nó là cũng phải không phải cũng là thuộc dạng là không phải tầm thường nha mọi người, nó rất là nhiều và nó rất là đủ chất. Nói chung là nó cũng rất là xịn luôn. Thì đó, đó là về cái việc ăn. Còn về cái việc mà đi du lịch thì ở bên đây thì cái việc đi du lịch nó hơi khó khăn so với các bạn du học sinh, bởi vì những cái địa điểm du lịch thường nó nằm xa 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 so với những cái vùng mà chúng ta học á. Thì thường các bạn chơi thì các bạn thường hay đến kiểu như là Melbourne Central, kiểu trung tâm thành phố để đi shopping, đi những cái nơi mà ngắm mấy cái tòa nhà đồ các kiểu thôi, chứ ít có bạn nào mà kiểu đi ra những cái vùng xa hơn để mình đi du lịch, để mình khám phá những cái chỗ đẹp hơn. Thì nếu như mà bạn nào mà muốn biết nhiều hơn về những cái địa điểm đó, đó thì mọi người có thể xem xem livestream được sau, hoặc là có thể bây giờ mọi người muốn biết thì Kim cũng tổng kết lại một số cái địa điểm đẹp để giới thiệu với mọi người đó. Đó, vì vậy là mọi người ai đang xem livestream có những câu hỏi về địa điểm ăn uống nè, rồi về địa điểm đi chơi thì cứ để lại những cái bình luận phía dưới nha, để cho chị Thanh, nếu mà chị biết chị sẽ chia sẻ, còn không thì Kim cũng sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì hồi nãy Kim nói chị có đồng tình một chuyện là cái chuyện mà đồ ăn á, lúc mà chị qua bên này thật sự chị bị sốc luôn. Chị bị sốc hoàn toàn tập luôn á. Mọi người có thể tưởng tượng được ngày xưa mình ở Việt Nam mình ăn một tô phở là chị đã gọi ít ít phở rồi nha, mà cái tô thì nó như chỉ có như thế này thôi. Qua bên này chị gọi là 1/3 so với khẩu phần bình thường thôi, mà nó đã như vậy rồi. Nó quá Nó to, nhiều dày nha mọi người, nó rất nhiều. nó to hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Nhưng mà có điều một cái như thế này, vì là Kim ở bên này khoảng được 1 năm rưỡi đúng không, thì trong cái thời điểm mà 1 năm 1 năm rưỡi ban đầu chị cũng bị giống như em á, nhưng mà bây giờ tới thời điểm mà 3 năm mấy rồi thì chị ăn hết luôn. Thì thôi cái này hồi nãy em nói là em còn khiêm tốn, nhưng mà bây giờ là hầu như là kiểu giống như là mình đẩy ra một cái số tiền khá là nhiều, cho nên là mình phải cố gắng mình ăn để mình bù lại cái số tiền đó, chứ để mình bỏ thì rất là uổng. Nhưng mà lúc đầu thì thật sự ăn không hết mọi người, kiểu không quen, bao tử của mình, dạ dày của mình nó chưa có thật sự thích nghi á, nhưng mà bây giờ là có bao nhiêu là ăn hết bao nhiêu.
không Đúng không không bỏ phí nha. rồi. Đúng rồi, tại vì giống như là mình qua đây một thời gian cũng khá lâu rồi đó, cứ là mình gọi món cái là người ta mang ra như vậy, cái xong mình quen luôn, nên thành ra là cứ ăn thoải mái mà ăn cái khẩu phần của mình tăng lên lúc nào mình cũng không hay luôn á. Tự nhiên bây giờ Kim nhắc lại những cái kỷ niệm này chị mới nhớ là đúng rồi, hồi xưa mình qua mới qua cũng y như Kim vậy. Đúng rồi, Thì đó. bây giờ thì chị ăn hết tất tần tật luôn em ạ. Dạ thì với lại em tính nói cái gì mà em đã quên mất rồi. Chắc là trong thời gian mà Kim nhớ lại là Kim sẽ nói gì thì các bạn ơi nhớ là hãy share livestream, nếu mà ai mà share những cái livestream này sẽ có cái cơ hội nhận được 500 đô tiền mặt học bổng của Bright. Và nếu mà bạn nào có câu hỏi thì hãy để lại những cái bình luận ở phía bên dưới để cho hai chị em có thể có những cái chủ đề và trả lời những câu hỏi cho các bạn, để cái buổi livestream của mình ngày càng kiểu như là càng sôi nổi và càng thú vị hơn, cũng như là hai chị em biết là các bạn có hứng thú với những cái chủ đề nào, ví dụ như là về ăn uống hay là về du lịch, thì livestream tuần sau mình sẽ xoáy sâu hơn nữa. Mọi người có một số người thì chắc cũng thắc mắc cũng như là có những cái câu hỏi xa xôi hơn, ví dụ như mọi người muốn biết về chủ đề giống như là kết hôn ở bên đây hoặc là tìm bạn kiểu như tìm tình yêu hay là tìm partner ở bên đây, thì mọi người cũng có thể comment ở bên dưới thì Kim và chị Thanh sẽ tập trung nói về cái chủ đề đó, thì chắc cũng sẽ có rất là nhiều những cái anh chị cũng muốn biết về cái chủ đề này đó nếu mọi người quan tâm. Thì thực sự là cái livestream này được live trên trang của Bright, nhưng mà chủ đề của cái buổi livestream sẽ là ask me any question, nên thành ra là các bạn có thể hỏi tất cả các câu hỏi về tất cả các chủ đề, chứ không riêng về cái việc học không. Ví dụ như các bạn qua bên này về bạn bè kết bạn như thế nào, hoặc là ăn uống ra sao, đi du lịch ở đâu đó, thì các bạn cũng có thể hỏi được, nói chung là hỏi được tất tần tật những thứ trên đời chỉ liên quan đến nước Úc. Thì Thanh với lại Kim, nếu mà hai chị em có những kiến thức thì sẽ chia sẻ cho các bạn. Sẽ dùng tất cả những cái kiến thức có trong đầu để chia sẻ với mọi người một cách thành thật nhất. Thì chị ơi, mình có một câu mình bị miss một câu hỏi của bạn Thúy Hằng á. Thì bạn hỏi là chị ơi khi nào Úc mới mở cửa về ạ? À, cái câu này thì thực sự thì chị thấy hầu như tuần nào mình livestream thì các bạn cũng hỏi câu này hết. Thì chị đoán được là chắc là các bạn cũng đang rất là háo hức, kiểu như là đang rất là trông đợi làm khi nào mà cái border mở cửa để mà các bạn có thể sang Úc để mà du học. Nhưng mà thực sự rất là khó cho chị để trả lời cái câu hỏi này, bởi vì đó không phải là do chị quyết định mà là do chính phủ Úc quyết định. Và hiện tại theo chị cập nhật tin tức và thông tin thì chị vẫn chưa thấy một tin tức nào Chính nói xác. là chính phủ sẽ mở cửa vào ngày đó, tháng đó, năm đó, thì hoàn toàn chưa có những cái thông tin chính xác như vậy, nên thành ra chị cũng không dám nói trên livestream như vậy. Nhưng mà chị hứa là chị sẽ cập nhật tin tức thường xuyên, mỗi ngày mỗi ngày, và khi nào có một cái chính thức công bố chính thức về cái việc mà mở cửa thì chị sẽ công khai post trên cái trang của Bright, cũng như là sẽ làm liền cái livestream trong ngày hôm đó, nếu mà chị nhận được tin, làm livestream liền với lại Kim để mà kiểu ăn mừng và chào đón tất cả mọi người đến nước Ăn mừng vì sắp được về Việt Nam mọi người ạ. Đúng rồi, ăn mừng về sắp được về Việt Nam rồi, chào đón các bạn qua bên này. Thì chắc là về Việt Nam đợt này Kim cũng sẽ livestream hoặc là có những cái hoạt động gì hay hay ở Việt Nam đúng không? Cái này thì nói chuyện hơi ngoài lề chút xíu, nhưng mà chị nghĩ là những bạn đang xem chắc sẽ rất là tò mò và muốn biết về cái đấy. Không biết là Kim có những cái dự định sắp tới gì cho mình nếu mà Kim được về Việt Nam. Thì chắc chắn một điều mà Kim muốn về Việt Nam duy nhất là chỉ để thăm gia đình và bạn bè, thì đó là cái mục tiêu của Kim trong năm sau, mà nếu như năm sau mở border thì Kim mới thực hiện được, còn không thì Kim cũng lại tiếp tục ở bên đây để với cuộc sống lẻ loi cô đơn một mình thôi mọi người ạ. Thì nếu như mà về thì chắc chắn Kim sẽ đi du lịch cùng với gia đình nè, rồi sau đó sẽ tổ chức những cái
cuộc hẹn với bạn bè rồi đi du lịch với bạn bè chẳng hạn. Thì đợt sau Kim về là Kim kết thúc năm 12 thì có thể Kim về nó sẽ lâu hơn so với bình thường. Kim sẽ về khoảng tầm 2 tháng đến 3 tháng tùy vào cái lịch học của trường đại học của Kim sau này. Thì đó là dự định của Kim. Nói chung là rất là mong về. Thì có nhiều bạn nói là Kim về mà Kim mở fan meeting thì nhớ đi nha. Nhớ đi nha. Nhớ đi nha, nhớ đi nha. Yeah. Nếu mà Kim mở fan meeting thì có thể là ở đâu, ở quê của Kim hay là ở Sài Gòn hay là ở đâu, có thể tiết lộ chút xíu cho các bạn được biết không? Nếu như mà em mà có cơ hội mà được tổ chức fan meeting á thì chắc em sẽ tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, tại vì em thấy nhiều bạn sống ở thành phố Hồ Chí Minh biết em nhiều thì có thể là em sẽ tổ chức ở Phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà thật sự là tổ chức sợ không có người đi cho nên là cũng chưa dám nói về cái chuyện này một cách mà chính xác nhất. Cái này thì từ từ để tính sau nha mọi người. Nhưng mà chị tin tưởng là sẽ có rất là nhiều bạn muốn đi tham dự cái fan meeting của Kim ấy, tại vì cũng lâu lắm rồi Kim đâu về Việt Nam được đâu đúng không, nên thành ra cái dịp đó sẽ là một cái dịp rất là tốt để mà Kim có thể gặp gỡ các bạn cũng như là chia sẻ nhiều hơn với các bạn, mà chia sẻ một cách trực tiếp luôn là cuộc sống ở Úc như thế nào. Thì chắc là mình nói là quay về cái chủ đề của mình một chút xíu, mình nói về cái chuyện là đi du học là đi học hay là đi chơi, tại vì theo chị thì cái chủ đề này nó rất là hay. Thì trong cái thời gian qua thì vừa phải học rồi Kim lại nói là Kim có thể đi du lịch ở nhiều nơi, rồi Kim có thể tham gia nhiều cái hoạt động giống như là hoạt động cộng đồng ấy, thì em sẽ phân bổ như thế nào? Chị cũng biết được là trong những cái livestream trước là em cũng có chia sẻ một chút xíu rồi, nhưng mà có thể trong cái livestream này em có thể chia sẻ một cách là kiểu chi tiết hơn và chia sẻ kỹ hơn một chút xíu. Cái này là độc quyền của Bright nha mọi người, tại vì Kim sẽ không có bao giờ chia sẻ ở bất cứ nơi nào cũng như trong những cái video mà nó chi tiết như vậy, mà chỉ có livestream với Bright thì Kim có thể chia sẻ như vậy thôi. Thì về cái việc mà phân bố thời gian cho việc vừa làm vừa học và vừa chơi và vừa hoạt động ngoại khóa thì cái việc đó thì thật sự nó cũng không có dễ dàng gì đâu mọi người. Thật sự là kiểu cũng phải tính toán từng ly từng tí, đếm trên đầu ngón tay là ngày nào là rảnh và ngày nào là không rảnh. Thì Kim thường sẽ phân bố như thế này, ví dụ như là ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu là những ngày mà Kim sẽ đi học. Thì những ngày đó Kim sẽ học từ 9 giờ tới 3 giờ. Thì cái việc mà đi làm của Kim á, Kim sẽ dành duy nhất một ngày cuối tuần để Kim đi làm thôi. Thì cái việc này Kim chẳng bao giờ Kim chia sẻ trên YouTube đâu nha, cho nên là ai đang xem thì nhớ lắng nghe, nhớ lắng nghe cho kỹ nha. Thì lúc này thì Kim sẽ đi làm là thường là chủ nhật, còn cái ngày thứ bảy còn lại thì Kim sẽ đi chơi. Thứ sáu Kim sẽ dành một buổi chiều, thứ sáu thường là Kim sẽ đi chơi với bạn bè. Thì sau khi tan học thì thường Kim sẽ đi chơi với bạn bè đó. Rồi những cái ngày mà đi làm khác thì Kim sẽ phân bố vào một ngày nào đó rảnh trong tuần. Ví dụ như là thứ năm Kim không có bài để Kim học nhiều, cho nên Kim sẽ đi làm thêm một ngày nữa là ngày thứ tư, chẳng hạn như vậy. Thì đó là cách mà Kim phân bố thời gian. Đất, rồi, lúc đó là rất là chi tiết luôn đó nha mọi người. Nhưng mà theo chị biết thì chương trình học ở bên này cũng kiểu như là giống như Kim có chia sẻ với chị trước cái buổi livestream này, thì Kim cũng có chia sẻ là cái sát rất là nhiều luôn, rất là nhiều sát. Rồi chương trình học thì giống như chị nói ngay ban đầu là học bằng tiếng Anh nó sẽ rất là nặng, thế thì cái việc học á nó có ảnh hưởng, tức là sau cái giờ học á Kim có phải dành quá nhiều thời gian để mà đầu tư vào cái việc học đó hay không, hoặc là trong những cái mà có sát như vậy thì em sẽ phân bố thời gian như thế nào? Mà không biết là có một số bạn ở Việt Nam cũng sẽ không biết cái sát là gì, chắc là Kim cũng 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 giải thích một chút xíu luôn. Để nói về sát bên đây á, đánh dần là SAC á mọi người. Thì là cái những cái bài sát nó giống như là một cái bài
test kiểu như là kiểm tra 45 phút ở Việt Nam á, hay còn gọi là kiểm tra một tiết á, thì cái bài sát này thì mọi người sẽ làm hầu như là phân bố ra là tổng cộng mọi người học 5 môn đi, thì nó sẽ phân bố theo từng tuần, ví dụ là tuần đầu là sát môn toán thì tuần sau mọi người sẽ test môn văn kiểu như vậy, thì mỗi tuần hầu như là sẽ có một cái sát để cho mọi người làm á. Thì cái việc này thì thường giống như là tuần sau mọi người học môn văn, thì trong cái tuần trước đó mọi người cố gắng dành ra những cái ngày nào mọi người rảnh á, mọi người lấy ra mọi người ôn tầm 1 tiếng đến 2 tiếng, thì những cái ngày rảnh đó đó nó tụ lại, nó họp lại, thì từ từ cho tới cuối tuần mọi người sẽ ôn một cái gọi là tổng thể á. Cuối tuần những ngày mà mọi người rảnh, ví dụ như thứ bảy hoặc chủ nhật nào mọi người lấy ra mọi người ôn, thì mọi người ôn xong thì tuần sau mọi người chỉ cần lấy ra mọi người xem lại một chút xíu là mọi người có thể nhớ được tổng thể là mọi người đã học cái gì, rồi sau đó mọi người cứ áp dụng và làm cái bài kiểm tra đó. Thì thường thì Kim thấy đa số thì học kiểu của Kim á thì điểm nó thật sự là không có gọi là cao chót vót, nhưng mà nó sẽ thuộc dạng là điểm nó ở cái mức gọi là khá mọi người, cho nên là mọi người dễ dàng đạt được một cái thành tựu nhất định, chứ không có Kim, cái cách học của Kim không có giúp đỡ cho mọi người mà học ở cái mức độ mà kiểu xuất sắc hay là giỏi nha, thì Kim không dám chắc được. Thì đó là cái cách học của riêng Kim, bản thân Kim, và Kim cảm thấy như vậy là Kim hài lòng rồi đó. Thì đó là cách học của Kim, còn hơn nữa thì Kim không có thể nào giúp được cho mọi người. Ừ. Thế thì chị không biết là chắc là ở đây chắc là phải khác so với Việt Nam khá nhiều, bởi vì hồi xưa mà khi mà chị học cấp 3 ở Việt Nam đi thì ví dụ như là môn như vậy, ví dụ như môn văn đi thì thầy cô sẽ báo trước là kiểm tra 45 phút đó hoặc là kiểm tra 1 tiếng gì đó thì nó sẽ vào thứ mấy của tuần đó, rồi những cái môn học khác thì thầy cô cũng sẽ thông báo cho mình, nhưng mà thường thì họ cũng sẽ phân bố một cách hợp lý, tức là trong một tuần thì có thể là chỉ là 2 hoặc 3 bài kiểm tra thôi, hoặc là có những tuần chỉ có 1 bài kiểm tra thôi. Thì không biết cái sát của em bên này học thì nó phân bố như thế nào, nó có quá gần với nhau hay không, mà nó có quá làm cho mọi người căng thẳng lắm hay không? Thì theo như mà em thấy thì cái việc mà test ở bên Việt Nam là việc kiểm tra bên Việt Nam với việc kiểm tra bên đây nó khác nhau một cách là hoàn toàn luôn. Thì đối với kiểm tra ở Việt Nam á, thì khi mọi người học cái gì ở Việt Nam, bất cứ một cái, ví dụ như mọi người học văn thì người ta sẽ kiểu nói trước cho mọi người là kiểu người ta sẽ tiết lộ một chút chút gì đó về cái đề của mọi người sẽ làm trong cái ngày hôm đó là cái gì, thì mọi người có thể ôn chính xác trọng tâm vào cái đó, là mọi người có thể kiểm tra là đạt 90 điểm, là nó dễ như chơi luôn mọi người, Kim nói thật với mọi người. Còn nói về mà học ở bên đây á thì người ta dạy mọi người tầm 5 phần thôi, nhưng mà về nhà mọi người học thêm 5 phần còn lại, nó là phụ thuộc vào mọi người, cho nên là cái việc mà người ta cái trình độ ở bên đây á, cho nên là khi mà mọi người qua đây mọi người tăng cái khả năng tự học của mọi người khá là nhiều, cho nên là muốn lấy được một cái điểm giỏi á là mọi người phải dành thật là nhiều thời gian vô cái việc mà mọi người tự học, chứ cái việc mà mọi người ngồi trên lớp nó không có giải quyết được một tí gì giờ cho cái bài sát của mọi người hết. Cho nên nó là đối với học bên đây thì nó hơi áp lực một xíu so với ở bên Việt Nam trong cái việc kiểm tra, thì đó là theo những gì em thấy. À, thế thì thế thì các bạn nào mà có ý định là muốn sang đây học cấp 3 thì đây sẽ là một trong những cái thông tin cực kỳ hữu ích cho các bạn luôn, để các bạn có thể chuẩn bị cái tinh thần giống như là tinh thần thép một chút xíu để Đúng mà rồi. học, đúng không? Với lại hôm trước Kim Kim em nói đi, em tiếp theo. Dạ em định nói một tí về có nhiều bạn thì kiểu hơi lơ đà về cái việc mà do là trên lớp học rất dễ, học ta nói là có bao nhiêu là học hết bao nhiêu, rất là dễ dàng luôn. Tuy nhiên khi mà về nhà mọi người không nghiên cứu thêm, mọi người không học thêm á, thì cái việc mọi người rớt xác nó rất chi là dễ dàng, là dưới điểm chuẩn của người ta là thường là người ta sẽ tính 100%, thì thường thì rất là nhiều bạn sẽ dưới ở mức 50 ấy, thì những cái bạn đó sẽ phải gọi là phải thi lại. Thì thường thì bên Việt Nam thì nếu như bài kiểm tra 45 phút mọi người có 3 điểm đi chăng nữa thì mọi người vô điểm, vô sổ điểm thì mọi người vẫn là 3 điểm thôi, nhưng mà bên đây khi mà mọi người rớt á thì mọi người hoàn toàn có thể làm một cái bài để chứng minh năng lực của mình lại á. Thì đó cũng là một cơ hội cho những bạn nào mà kiểu
Chấp ngã thì kiểu thất bại là mẹ thành công á, khi mọi người bị một lần rồi mọi người tưởng là từ đây về sau mọi người sẽ có những cái bài tốt hơn cho đợt sau. Nhưng mà nếu mà khi mà rớt á thì em nói là có cơ hội để các bạn có thể làm lại một bài mới để chứng minh được cái năng lực của mình, nhưng mà có phải đóng thêm một phí hay không? Dạ không, nó là hoàn toàn là miễn phí, từ cái đó là cơ hội của thầy cô làm để cho mọi người chứng minh được năng lực thật sự của mọi người. Có thể lúc đầu là kiểu mọi người làm chơi chơi, mọi người làm lơ tơ mơ, mọi người không đạt được, nhưng mà về sau thì điểm mọi người cao hơn thì mọi người có thể lấy lại được niềm tin từ giáo viên, thì đó không có mất phí gì hết. À, và mình được bao nhiêu lần như vậy? À, trong nếu mà chị giả sử làm lại luôn mà vẫn rớt thì làm sao? Không, cái đó thì cái đó không thể chấp nhận được, cái đó là bị fail unit, hay còn gọi là cái điểm đó mọi người sẽ không để chấp nhận. Mọi người sẽ lấy một con gọi là thường là S là đạt và N là không đạt, thì mọi người sẽ lấy một cái điểm N, thì cái điểm N đó nó rất là ảnh hưởng tới cái điểm gọi là điểm ATA của mọi người sau này á. Ok, thì sẵn tiện Kim vừa chia sẻ cái đấy thì chị cũng chia sẻ một chút xíu về những cái giống như ở trên đại học thì họ sẽ gọi là assignment á. Thì khi mà mình làm á thì nếu mà mình dưới cái điểm mà pass á, là dưới 50% thì mình cũng sẽ phải giống như là fail và mình phải thi lại. Thì chị có một cái tip cho các bạn, đó là có một số bạn mà mới qua mà các bạn không biết á, khi mà fail thì các bạn buồn và xong rồi các bạn phải đóng tiền để học lại, đúng không? Thì các bạn không có biết cái tip này. Cái tip này đó chính là cũng giống như Kim nói, tất cả những cái trường đại học mình sẽ có thể appeal được, tức là mình có thể nói chuyện lại với giáo viên và mình báo lại và mình giải thích lý do tại sao mình như vậy. Và ở uni nếu mình có thể chứng minh được là cái attendance, gọi là cái thích 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 mà mỗi khi mình đến lớp mình thích 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 á, là cái kêu là cái dự cái gì Kim, Cái đó gọi là điểm danh mỗi ngày á. điểm danh đó là, xin lỗi mọi người, không phải là tiếng Anh Thanh giỏi đâu, nhưng mà tại vì tiếng Anh chưa giỏi nên thành ra nó cứ bị lẫn lộn hai bên, chứ không phải là tiếng Anh giỏi còn không tiếng Việt đâu mọi người, Dạ mày đúng do rồi, là đầu óc chưa chạy kịp nha. Thì về cái điểm danh đó đó là nếu mà mình đủ hết mà mình trên 90% ấy thì người ta cũng sẽ xem xét cho mình được thi lại luôn. Thì các bạn nên lưu ý cái đó, là các bạn cái điểm danh rất là quan trọng đối với những bạn mà học uni và nó ảnh hưởng tới cái visa luôn nha. Tại vì nếu mà mình có xin visa qua đây để mình đi học mà mình không có tham gia cái lớp mình đủ dưới 50% thì người ta sẽ question, người ta sẽ hỏi tại sao mình không đi học và mình qua đây để làm gì. Đó thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp rất nhiều đến cái chuyện mà các bạn apply sau này cho những cái visa khác. Vì vậy là các bạn qua bên đây học nhớ dùm Thanh cái điều này. Cái đây là cái chia sẻ kiểu như là kinh nghiệm trong nhiều năm ở bên này và Thanh làm việc với agent nên Thanh biết. Đó thì các bạn sẽ bị ảnh hưởng visa rất nhiều nếu mà không có tham gia đủ cái lớp học của mình. Và quay lại nãy Thanh nói, nếu mà các bạn tham gia đủ lớp học của mình, mặc dù các bạn có rớt đi chăng nữa, các bạn cũng có cơ hội để các bạn thi lại lần thứ hai. Và nếu mà các bạn thi lại lần thứ hai, làm assignment lần thứ hai, các bạn đủ điểm, các bạn đậu thì các bạn sẽ được pass luôn mà không cần phải đóng học phí lại, thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều cho mình. Còn không thì các bạn phải đóng tiền để học lại nha, học lại cái môn đó thì rất là đắt luôn á, một môn học một subject như vậy là phải phải là 5.000 đó. Thì mọi người nhớ là nên deal với giáo viên, chứ đừng có để thiệt hại gì cho mình thì nó hơi tốn tiền và hơi tốn kém á mọi người. Đúng rồi, tại vì chị biết được là một số bạn khi học uni các bạn không biết, các bạn thấy mình đã bị rớt rồi, thế là các bạn cứ âm thầm và đóng tiền đi học lại thôi, kiểu như là không có được cái kinh nghiệm ấy. Thì chị nghĩ đây sẽ là cái kinh nghiệm rất là quý báu, tại vì mình có cơ hội để mà mình làm lại lần thứ hai mà không cần phải đóng học phí, nó sẽ tiết kiệm nhiều cho mình. Đó thì mọi người cũng nên lưu ý về cái vụ mà đóng tiền để thi lại. Thì bên đây thật sự giáo viên người ta rất là tạo điều kiện, tạo thuộc dạng là tạo tốt nhất cho mọi người luôn, không có ai mà đì hay là làm cái gì mọi người hết, chỉ cần mọi người có một cái lý do chính đáng thì người ta sẽ hoàn toàn bỏ qua và tha thứ cho mọi người, không có gì phải lo hết trơn. Thật sự thì cái livestream này cũng sắp phải kết thúc rồi, bởi vì là sắp hết 1 tiếng đồng hồ, nên thành ra chị có một cái câu hỏi này dành cho Kim, bởi vì chị nghĩ là các bạn sẽ rất là quan tâm
Cái việc mà qua bên này đi học ấy, hôm trước chị có nghe Kim chia sẻ là các em có cái lớp tiếng Việt, thì cái lớp đấy như Đúng. thế nào, cái lớp đấy như thế nào, các em có thể chia sẻ nhiều hơn cho các bạn ở Việt Nam không? Tại vì chị biết là ngoài nói chuyện với Kim thì chị cũng có nói chuyện với khá nhiều bạn, cũng như là chị cũng tìm hiểu rất là nhiều về cái high school bên này. Thì ngoài cái lớp tiếng Việt cũng có lớp tiếng Hàn hoặc là lớp tiếng Nhật, nói chung là rất là nhiều lớp ngoại ngữ. Thì Kim ơi, bạn em hãy chia sẻ cho mọi người về cái những cái lớp này đi. Có rất là nhiều bạn hỏi Kim á là tại sao Kim đi qua Úc mà Kim lại học tiếng Việt. Thì cái việc mà qua Úc học tiếng Việt nó hoàn toàn là một chuyện rất là bình thường, vì môn tiếng Việt ở bên đây được tính vào điểm VCE, hay còn gọi là tất cả các điểm sau này của mọi người về bảng điểm ATAR rồi các kiểu, thì nó đều tính vào cái điểm trung bình môn của mọi người hết. Thì môn tiếng Việt bên đây cũng là môn học chính ở bên đây luôn, cho nên là việc mà mọi người học nó rất là thoải mái. Thì cái môn tiếng Việt thì thường đa số các bạn du sinh Việt Nam đi qua bên đây đều chọn, bởi vì thứ nhất là nó dễ lấy điểm, vì nói chung là ngôn ngữ mẹ đẻ mà, thì khi mà mọi người học cái môn mà mọi người rành thì tất nhiên thì cái việc mọi người điểm cao thì đó là chuyện bình thường rồi. Thì khi mà học tiếng Việt bên đây nó rất rất là thú vị, thì Kim hầu hết là các bạn du sinh Kim đều khuyên là nên học tiếng Việt khi mà qua bên đây. Thì có nhiều bạn thắc mắc một cái này nữa là học tiếng Việt á, là mình học kiểu như là a á ớ bờ cờ giờ đồ, hay là kiểu như là học viết văn luận đồ các kiểu. Thì bên đây nó sẽ có hai loại luôn nha mọi người. Thứ nhất là second language, thì cái này thì là mọi người sẽ học, cái này thì dành cho Tây học là nhiều. Những bạn mà thuộc dạng là không có biết tiếng Việt thì người ta sẽ học cái loại này. Mình là phải học là first language, thì mình phải học là tiếng mẹ đẻ. Thì mình sẽ cũng giống như là học văn ở Việt Nam vậy, mọi người sẽ viết văn nè, mọi người sẽ viết văn tưởng tượng, viết thư rồi cái kiểu. Thì cái việc học tiếng Việt đây nó rất là vui và chill luôn á, cho nên là nó rất là thú vị. Cho nên mọi người ai mà qua bên đây thì cố gắng dành ra một môn để dành cho môn tiếng Việt của mình. Thật ra thì nó rất là hay luôn và dễ lấy điểm nữa. Thì giáo viên mà dạy của em thì chắc cũng là người Việt luôn phải không? Dạ dạ đúng rồi chị, phải là người Việt. Thì thế thì trong cái lớp tiếng Việt một một lớp như vậy thì thường có bao nhiêu bạn? Và các bạn đó là người Việt không hay là có người nước ngoài cũng muốn học tiếng Việt nữa? À dạ, thì như em nói ban đầu đó, thì những cái bạn nước ngoài sẽ được học vào một cái lớp tiếng Việt riêng chứ không được học chung với người Việt của mình, bởi vì người Việt của mình là quá giỏi rồi, họ học họ cũng không có thể theo lại được. Cho nên là mình vậy chứ mình rất là xịn nha mọi người, mình được học tiếng Anh chung với người bản xứ, nhưng mà người bản xứ không thể học tiếng Việt chung với người Việt Nam mình. Cho nên đó là một trong những cái việc mà rất là tự hào về người Việt Nam mình, rất là giỏi, có thể học được rất là nhiều thứ. Thì về tiếng tiếng Nhật cũng vậy, tiếng Hàn cũng vậy, người Việt mình phân bố rất là rộng rãi, học đủ các tiếng luôn. Tuy nhiên Tây thì họ hơi kiểu người ta giống như người ta biết cái tiếng tiếng Anh là thuộc dạng là tiếng gọi là tiếng quốc tế rồi, cho nên họ thật sự là ít có người nào mà cần học thêm một cái loại ngôn ngữ khác như người Việt của mình á. Cho nên là tiếng Việt của mình bên đây rất rất là xịn nha mọi người. Nói chung là ai qua đây thì nhớ học tiếng Việt. Thì Kim hiện tại đang học tiếng Việt của một thầy rất là nổi tiếng, thầy là chắc là Kim sẽ giấu tên, nhưng mà thầy thì là chuyên đào tạo những cái bạn mà học tiếng Việt á, và bà thầy thường là những cái bạn nào mà đã học thầy á thì thường có điểm ATAR về môn tiếng Việt rất rất là cao. Cho nên là Kim rất là tự hào khi mà Kim được vào trường và học một cái thầy tiếng Việt rất là xịn. Đó thì bạn nào thì muốn học thì có thể vào Excellent Killer để học chung với Kim. Thì chắc là cái câu hỏi này cũng sẽ là cái câu hỏi cuối cùng của cái livestream. Theo Kim thì cái môn tiếng Việt đó nó có khác gì so với lại cái tiếng Việt ở Việt Nam? Tức là nãy chị cũng có nghe là Kim giới thiệu về cái việc học tiếng Việt là như thế nào và nó cũng khá là chill, nhưng mà ở Việt Nam mình ấy thì chị nghĩ cái môn tiếng Việt nó không có chill với chị chút nào hết trơn á. Tại xưa đi Dạ học nhóm nào là quán dụ ẩn dụ, mặc dù chị là người Việt mà chị cũng không có chill với nó nữa, thì không biết dạ là khi mà qua bên này thì nó có khác so với cái học ở Việt Nam không? Thì học tiếng Việt ở bên đây á, thì nó chiêu hơn là về cái mặt như thế này. Mọi người sẽ học về đa dạng về tiếng Việt,
Ví dụ như mọi người sẽ học về kiểu giống như là chữ quốc ngữ của mình sẽ xuất phát từ khi nào, và mọi người sẽ học kiểu đi từ căn bản của cái chữ tiếng Việt của mình xuất phát từ đâu lên tới một cái bậc kiểu cao hơn á. Thì ở Việt Nam thì thay vì mọi người đọc một bài văn, mọi người sẽ kiểu phân tích cái đoạn văn hoặc là nói về ẩn dụ các phép biện pháp tu từ đồ như chị Thanh nói đó, thì đó là cái cách học tiếng Việt ở Việt Nam. Còn bên đây thì mọi người đa số là mọi người sẽ kiểu nghe giảng là nhiều, rồi sau đó nói chung là nghe giảng thêm về những cái văn hóa cũng như là những cái mặt tốt đẹp về chữ quốc ngữ cũng như là chữ Việt Nam của mình, rồi sau đó mọi người cứ viết văn vậy thôi. Thì đó là tất cả những cái gì học, thì thời Kim thấy là nó chill hơn so với Việt Nam. Thì hồi đó trời Kim cũng rất là ớn cái môn gì tia ngữ văn ở Việt Nam, Kim cứ mỗi tuần là cứ viết 2-3 bài văn, đó là chuyện bình thường. Thì đó là nói chung là Kim đã trải qua rồi cho nên Kim nhớ rất là ám ảnh luôn. Nói chung là càng nói thì hai chị em mình có rất là nhiều điểm chung, bởi vì đối với chị hồi xưa mà chị học tiếng Việt á thì thực sự chị cũng không có chiêu được luôn á, kiểu viết văn rồi Đúng ẩn rồi. dụ, rồi nó rất là nhiều thứ mà phải học thuộc các bài thơ Ừ. rồi văn rồi này nọ. Nói chung thì cũng cũng khá là khó với chị thì thích về toán lý hóa hơn. Chắc là Kim Dạ. chắc cũng khối bên toán lý hóa đúng không? Dạ, thì hồi trước em là học khoa tự nhiên là học toán lý hóa, nhưng mà em lại điểm môn những cái môn xã hội của em điểm lại cao hơn, em cũng không hiểu lý do gì sao, cho nên là khi mà em biết như vậy rồi cho nên em qua bên đây em chọn những cái môn là nghiêng về xã hội chứ em không có học tiếp môn tự nhiên nữa, tại vì em thấy hình như cái định luật của em nó hơi sai á. Okay. Không biết như thế nào đây, làm sao có thể kết thúc cái livestream này, bởi vì khi càng về sau thì chị thấy bắt đầu cái số nó tăng 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 lên. Hồi nãy thì thấy nó bắt đầu giảm một chút xíu nhưng mà bây giờ lại bắt đầu tăng 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 lên về sau. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều đã hứng thú và đã tham gia cái buổi livestream ngày hôm nay của hai chị em, nhưng mà cô vui nào mà không có tiền đúng không? Thì bây giờ cũng đã đến cái thời điểm mà mình phải kết thúc cái livestream rồi, tại vì ở bên Úc thì giờ này là khá trễ rồi, gần 10 giờ 9 rồi, giờ và 9 giờ 9 giờ 40 rồi. 3:40. Ừ, thì ngày mai Kim cũng phải đi học và ngày mai chị Thanh cũng phải đi làm, nên thành ra là phải tạm biệt các bạn ở đây thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, nhớ hãy đón xem cái livestream của tuần sau, bảo đảm là chủ đề sẽ rất là thú vị nha. Rồi chắc là Kim cũng chào các bạn đúng không? Thì tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người vào thứ tư tuần sau. Thì cứ mỗi thứ tư là sẽ thấy bản mặt Kim ở trên cái livestream của Pride, cho nên là mọi người đừng quên đón xem Kim và tám chuyện du học cùng với Kim và chị Thanh nha. Hẹn gặp mọi người vào 8:30 bên Úc ở trang Pride cũng như là 4:30 ở tại Việt Nam nha. Thì mỗi thứ tư sẽ được livestream và phát sóng, sẽ thấy được Kim và chị Thanh hằng mỗi thứ tư nha mọi người. Chết rồi Kim ơi, bây giờ số bạn xem lại tăng tăng nữa kìa Kim. Xin lỗi mọi người có thể xem lại livestream nếu như mọi người có thể giết thời gian. Còn bây giờ thì tới lúc Kim với chị Thanh cũng phải tạm biệt mọi người rồi. Ok rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc mọi người ngủ ngon nha, bye Good bye. night, bye bye.